Nghe như thông tin đẹp Vin thông báo về thì nó đã về rồi nha mọi người. Thằng em hôm bữa đó nó đã về nhà rồi nha. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục trên đường đi qua. Có gì chú bác ạ? Rất là gay cấn rồi đây. Để xem tình hình chúng ta sẽ giải quyết cái vụ việc này xem như thế nào cho mọi người. Trước sau như một cũng hy vọng là không phải là nó để không đến cái mức độ phải làm rùm beng lên. Nếu mà rùm beng lên là chúng ta là chưa vô nam được nha mọi người. Nên là có gì chú bác chia sẻ clip mạnh giúp chúng ta nha. Điện sáng ở đây nha mọi người. Nó về đây nè. Đi vô luôn. Có mình nha. Là tìm đến khi em về hay là như thế nào đây? Anh đến đây lâu rồi mà thấy là nhà em đóng cửa. Vừa đi chơi game về hay gì ạ? Rồi em mới đi xin công ty, em mới đi làm 2 ngày nay, em mới vừa đi làm về. À, xin công ty rồi hả? Vâng. À, thì bữa đó em đi nộp hồ sơ mới đi xuống làm được bữa nay bữa thứ hai rồi đi làm về. Bây giờ là 8-9 giờ rồi mà làm công ty gì mà làm đến 8-9 giờ mới về? Làm tăng ca. À, rồi có vợ con nhà không? Vợ em đang vừa đi làm về đang chờ nấu nướng hay không? À, thì hôm nay anh cũng ghé đây để anh hỏi một số cái vấn đề nữa. Tại vì anh cũng sắp vô nam rồi mà đang còn một số vấn đề nữa cho nên là muốn hỏi em một chút xíu. Bởi vì anh lại bàn ngồi uống nước rồi em ra nói chuyện. Rồi, ok em. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. À, thì hai anh em Lực Tàng lại tiếp tục lên cái clip này để gửi tới cô dì chú bác một cái thông tin trong cái sự việc mà Lực Tàng truy bắt tóm gọn cái thằng em ở Thanh Hóa đó mọi người. Trên cầu mà mọi người xem cái clip đó, thì mọi người cũng thấy hồi hộp và lo lắng cho anh em Lực Tàng rất là nhiều. Nhưng mà Lực Tàng về cái chuyến này là Lực Tàng làm cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ duy nhất. Tại vì trong suốt quá trình ở trong miền Nam là thấy là nó hăm dọa Lực Tàng ghê gớm lắm mọi người. Cho nên là Lực Tàng quyết định ra Thanh Hóa. Thì cái clip này là cái clip cuối, là ngày mai là Lực Tàng đã lên máy bay bay vào trong Nam rồi. Thì đang còn một số cái vấn đề mà cô dì chú bác cứ nói rằng là anh em Lực Tàng câu like câu view. Rồi sao mà không vả cho nó lấy mấy vả, không cho nó một trận ra ngô ra khoai lên bờ xuống ruộng. Rồi xin nó lấy một cái tay hay một cái chân. Thì Lực Tàng cũng xin nói với cô dì chú bác rằng là thằng em đó là nó vô tình. Kiểu như thế là nó nghiện ngập game giết các mọi người. Thì nó mới có những cái hành động như vậy. Chứ cũng không phải là cái vụ việc của Trang Thái. Tức là nó coi Lực Tàng là cứ thấy là đi truy lùng bắt này bắt nọ đó. Thì nó cứ nghĩ là mình giả bộ, không mạnh dạn và yếu ớt cho nên là nó lên tiếng như vậy. Thì Lực Tàng muốn khẳng định cho mọi người rằng là khi mà anh em Lực Tàng tiếp cận với nó thì nó đã có những cái vấn đề mà cô dì chú bác không biết được. Tại vì Lực Tàng không thể đưa lên trên kênh. Đấy, thì sau cái quá trình mà anh em mình đây đã truy lùng được nó thì anh em tắt cái máy quay phim đi á, là anh em đã vô tận nhà nó rồi nha mọi người. Đấy, vô tận nhà và ngồi nói về cái gia cảnh hoàn cảnh thì nó cực kỳ khó khăn. Hai vợ chồng có một hai đứa con nữa mọi người ạ, đang rất là nhỏ chứ nó nói xạo nói chung có con đâu. Thì ăn chơi lêu lổng thì Lực Tàng mới ngồi tâm sự và nói cho nó hiểu những cái vấn đề gì. Và mở những cái clip mà Lực Tàng đang làm thì thằng em này nó đã có một cái dấu hiệu chuyển đổi nha mọi người. Chuyển đổi rồi thì chắc hẳn là cô dì chú bác chưa tin thì Lực Tàng cũng cùng thằng em này nè, bây giờ là vẫn còn những cái cuộc điện thoại gọi này nọ để hù dọa. Thì không biết rằng là thằng em này nó hứa với Lực Tàng là nó sẽ chuyển đổi quay đầu, thì không biết nó đã quay đầu hay chưa. Thì vẫn còn những cục điện thoại. Thì bây giờ Lực Tàng trước khi về đã làm cho ngô ra khoai luôn, trắng đen rõ ràng. Bây giờ anh em của Lực Tàng sẽ đến nhà nó trực tiếp luôn nha mọi người. Trực tiếp đến nhà để quay clip này để gửi tới cô dì bác và xem nó liệu chừng nó đã chuyển đổi hay chưa, hay là vẫn đang còn cái ý định hù dọa này nọ. Thì bây giờ là Lực Tàng cùng với người em này nè sẽ đi. Thì theo em thì những cái lời nói anh nói đó, thì em cũng có mặt chứng kiến cái sự việc. Thì nó có dám manh động với anh em mình không? Nó có dám hù dọa? Tại vì anh vẫn đang còn nhận được những cái cuộc gọi điện thoại hù dọa. Thì như anh em mình đã vào nhà nói chuyện với nó rồi, thì cái hoàn cảnh của nó như thế thì em nghĩ là nó cũng không có gan đâu. Nhưng mà mai anh vào thì để ta cũng đến ta làm rõ ràng để cho bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc biết là anh em mình làm đến nơi đến chốn.
rồi cũng. Thế em nghĩ á, thì cái thằng này nó không dám làm nữa đâu. Nhưng mà em vẫn thấy có nhiều cuộc gọi đe dọa anh, mà vì sự an toàn của anh thì em sẽ đi với anh đến nhà thằng đó xem nó như thế nào. Thì theo em nghĩ là có, nó có khả năng nó manh động tiếp một lần nữa không? Nếu như hôm bữa anh em mình đã trị nó như vậy và những lời nói của nó như vậy rồi, mà nếu nó còn manh động nữa thì sẽ xử lý tới nơi tới chốn luôn đúng không? Theo em nghĩ là nó không dám manh động đâu, vì đất là đất của em rồi, bạn bè em nhiều, em biết tưởng có thằng nào cái thằng đó ở đấy á, thì anh em bọn em thì cũng tìm hiểu rồi, nên là em không, nó không dám manh động nữa đâu anh. Rồi thì bây giờ không cần phải nói nhiều nữa, anh em mình đi thẳng về phía bên đó. Thì thằng em này là cũng đang ở ngoài quê Thanh Hóa này và quen biết rất là rộng, anh em rất là đông nha mọi người, hỗ trợ lực tàng trong suốt quá trình vừa rồi. Thì bây giờ anh cũng bàn giao cho em là trước khi mà gặp nó hoặc là mai mai mà anh có về mà nó ở đây nó có manh động bất cứ một cái gì thì anh sẽ alo cho em và em sẽ đến em xử lý nó nha. Tại vì mình biết nhà rồi, nhưng anh nghĩ thằng này nó không dám đâu. Thì bây giờ không cần nói nhiều nữa, cho cô dì chú bác đi theo cái chặng đường lực tàng qua bên đó, rồi nói chuyện với nó thêm như thế nào nha mọi người. Nếu như mà nó manh động là lực tàng túm cổ nó gọn một lần nữa và giao cho công an để xử lý luôn nha cô dì chú bác. Cô dì chú bác đi theo anh em lực tàng nhé. Bây giờ là đi luôn nha mọi người. Trời cũng hơi tối rồi, nhưng mà tối mới có nó ở nhà nha mọi người, chứ ban ngày là thằng này nó đi. Bây giờ mọi người đi theo anh em của lực tàng nha. Bây giờ là rơi vào khoảng 6 giờ chiều nha mọi người ơi. Bữa nay trời bão nó vô á, cho nên là cũng mưa suốt cả ngày hôm nay. Bây giờ nó cũng bản mưa rồi. Đó thì mọi người thấy là đi qua bên nhà nó là cách khoảng chục km nha mọi người. Về đây thì yên bình lắm, yên bình thanh bình lắm. Nông thôn mà mọi người, chứ không phải là thành phố đâu. Nên là chiều lại là yên bình, rất là không khí rất là trong lành. Thì cũng hy vọng rằng là không phải là nó nha mọi người, hy vọng là không phải là thằng em này nha. Tại vì nó đã hứa với anh em rất là nhiều rồi. Em có cần kêu thêm mấy người đi nào không? Không cần đâu anh ạ, em xử lý được cơ mà. Thì thằng hai cái thằng đấy em biết rồi. Rồi ok em. Thì mà có hai anh em thôi nha mọi người, rồi qua đó rồi cũng có người hỗ trợ hay không, mọi người không phải lo đâu. Đi là nhờ mấy anh em kia thì ok, điện thoát là có mặt ngay nha mọi người. Nhưng mà lực tàng cũng không muốn làm phiền nhiều, tại vì để qua coi xem coi nó xử lý như thế nào. Nếu mà nó manh động thì mình mới xử lý chứ này. Mà nếu nó thực sự nó đang đe dọa lực tàng là lực tàng tóm nó lên công an luôn nha mọi người. Cái tội là đe dọa người khác đó mọi người. Đe dọa người khác cũng là một cái tội. Đe dọa xúc phạm nhân phẩm này. Đó là bây giờ thời buổi hiện tại bây giờ không có cái chuyện mà đe dọa nha mọi người. Không có cái chuyện tầm bậy tầm bạ được. Còn em út nó mà lộn xộn thì mình đổ cho nó một lần để cho nó biết. Rồi nó trở thành người tốt. Chứ còn cái kiểu mà game ghét rồi hù người này hù người kia là lực tàng rất là ghét luôn. Thì bây giờ là cũng chặng đường khá xa, thì đi đến đâu có thông tin gì thì lực tàng cập nhật luôn. Có rất là nhiều cô dì chú bác cũng khen quê hương của lực tàng đẹp, nhưng mà đẹp thật mọi người ạ. Tại lực tàng ở trong Sài Gòn, cho nên là khi mà ra đây mà nhìn cái khung cảnh lúa này, rồi đồi núi chập trùng và tình người ở quê hương thì nói với cô dì chú bác thì nó vô vàn lắm. Anh em hỗ trợ lực tàng là đúng là không thể nào mà bù đắp được cái công ơn của anh em. Thấy lực tàng ra là quý và giải quyết tới nơi sự việc. Thì dự kiến ngày mai là lực tàng vô, nhưng mà trước khi vô là cũng phải
giải quyết cái vấn đề nó xong xuôi, không để cho nó kéo dài dây dưa đi mọi người. Mất công lại ra chín nữa, tiền bạc rồi công sức rồi mất công mất việc của lừa tàng đó mọi người. Vô để còn bán mật ong cho cô dì chú bác này chứ, đúng không? Cô dì chú bác ủng hộ thì cứ gọi điện mua mật ong. Tinh bột nghệ lừa tàng cũng đang kinh doanh cái vấn đề đó để có chút kinh phí đi như thế này đó mọi người nè. Đó, cô dì chú bác cố gắng ủng hộ lừa tàng nhá. Đây là con đường ra chợ Chuối nha mọi người. Chợ Chuối nông cống Thanh Hóa nha. Thì đang còn một chặng đường khá xa nữa. Bây giờ tối lắm rồi. Đấy, những ai ở Thanh Hóa thì chắc có khả năng sẽ biết cung đường này. Đi ra Chuối. Có gì chú bác theo dõi clip này nhớ like ủng hộ lực tàng nha. Cũng rất là nguy hiểm, cũng chưa biết là tình hình là qua bên đó rồi nó thằng điện ngập này nọ, không biết là nó có làm gì anh em hay không. Nhưng mà không sao mọi người ạ, không đã chơi là phải chơi cho tới luôn, còn mà không chơi thì thôi, làm là phải làm cho một lần cho ra trắng trắng mà đen ra đen luôn. Không, đây là mình đang làm việc đúng chứ không phải là mình làm việc sai. Tụi nó là những kẻ vậy, nếu mà bên vực sang thái đồ này nọ thì đúng là đầu đất chứ không phải là đầu đất củ Chuối chứ không phải là người bình thường mọi người ạ. Thì cũng phải dạy dỗ cho nó biết một lần, nó nhớ đời một lần nha mọi người. Mọi người chia sẻ đi và động viên tinh thần lực tàng, cầu mong phù hộ để lực tàng còn sống sót vào Việt Nam để tiếp tục cập nhật cho cô dì chú bác nhé. Nguy hiểm lắm đấy mọi người, không đơn giản đâu, là một phi vụ mà hy sinh cả tính mạng phải trả giá bằng máu và nước mắt đó mọi người, không phải đơn giản đâu. Cô dì chú bác theo dõi bình luận thì bình luận ủng hộ, đừng có chửi nha. Thế là clip trước mình cứ nói chữ đồ này thì đụng vô người khác cũng là một cái tội đó mọi người, nên là mình phải xử sự làm sao cho nó hợp lý. Còn nếu như mà quá đáng quá thì cần thiết là mình đưa chính quyền địa phương để xử lý nó, chứ mình không nên manh động nha mọi người. Nói bây giờ là ra đến Chuối rồi đây, ngã ba Chuối rồi đây. Tối đen như mực rồi mọi người ạ. Mọi người có thể thấy rằng là cái điện thoại của lực tàng nó thu ánh sáng vô đó, chứ bây giờ là tối lắm rồi, không thấy một cái gì nữa. Rồi, lọ mọ đi như thế này mà mọi người không ủng hộ lực tàng thì thôi luôn á. Có gì chú bác thấy hồi hộp không? À, chết sống có số nha mọi người. À, làm việc tốt giúp ích cho đời. Đường khá nhỏ chạy cẩn thận em ơi, nguy hiểm quá. Làm việc giúp ích cho đời, cho người là công việc của toàn xã hội, toàn cộng đồng. Mỗi công dân đều có trách nhiệm phải làm như vậy cho mọi người. Còn kẻ xấu, kẻ ác là phải bị tiêu diệt. Đó, đây cổng làng đây nha mọi người, gần đến rồi nha. Bây giờ cho bác theo dõi tiếp tục nha. Càng gần đến thì càng cảm thấy ép tim. Có gì cho bác có thấy ép tim không? Không sao nha mọi người, còn sống là clip này lên, mà chết là clip này không có nha mọi người ơi. À, phía xa mọi người, đèn điện tối om hết rồi ha. Bầu trời thâm tím xịt. Mọi người là cầu Vạn Hòa đây nha mọi người. Cái cầu mà hôm bữa nó hẹn lực tàng đây nè. Đây. Đây nha. Rồi đi tiếp. Đấy mọi người thấy xem hai bên cầu có ai không nha. Tại vì lực tàng qua đây là bây giờ là nó cũng không biết lực tàng qua đây đâu. Và đây là cái cây cầu để vô nhà nó, còn khoảng tầm cỡ một cây số nữa là đến nơi. Thì có gì chú bác theo dõi nha.
trong một cái đường rất là sâu mọi người ạ. Chứ chỉ có đường vô không có đường ra đâu mọi người nha. Đấy, vô là không có đường ra đâu. Nhưng mà không sợ nhé mọi người, không? Đã làm là làm, tới nơi chứ không có gì sợ. Có anh em hỗ trợ được bạn nha mọi người. Cảm thấy là mình hồi hộp, nhưng mà không sao. Nó cũng chưa có biết được mình vô nên là nó cũng chả có phương án gì để nó xử lý đâu. Đấy, bây giờ là mình làm cho nó cũng sự bất ngờ. Quan trọng là vô có nó ở nhà hay không, hay là đi đánh game là rồi đây rồi. Đúng mọi người, cho nên là mọi người cứ bình tĩnh. Đến cái giây phút này là chắc là mọi người hồi hộp lắm rồi đúng không? Ở đây vào. Thật tắt chứ. Đây nha mọi người, phía trước là căn nhà của nó nha mọi người, là chỉ nhỏ xíu thì siêu thôi. Đó. Ban đêm rồi. Nhưng tắt điện rồi nha mọi người nha. Bây giờ là tắt điện rồi, chắc là nó lại đi chơi rồi đó. Hả? Thì tình hình là bây giờ tối om rồi, thấy không? Thấy có hai anh em đi qua nha. Đó. Em này nó hỗ trợ hết mình rồi. Đó thì bây giờ là anh em mình sẽ quyết tâm chờ mọi người nha. Đợi đợi mình sẽ đi một cái chỗ nào đó gần đây thì mình sẽ đúc vào đó, khi nào mà thấy ánh điện sáng nó về là anh em mình qua nha. Rồi mọi người ạ, bây giờ anh em sẽ rút ra từ khỏi khu vực này trước, rồi chút xíu nữa nó về rồi anh em lại mua lại nha mọi người. Mọi người theo dõi nhớ like cho clip này giúp mình tăng like mạnh lên nha. Nói chỉ quê hương của Lực Tàng thì quê hương nha mọi người, nhưng mà ở đây là xứ lạ rồi nên rất là xa nhà rồi, cho nên là cũng không biết đường nào lần đâu. Bây giờ anh em sẽ đi ra trước rồi bắt đầu là tính tiếp nha mọi người. Nói chung thì ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng hùng thằng điên thôi, nhưng mà mọi người nên biết rằng là làm việc tốt cho ích cho đời con người thì chắc khả năng là họa sẽ ủng hộ hết mình. Chứ xã hội này đâu có để cho những cái kẻ nghiện ngập, chích hút, rồi đe dọa người khác, phá làng, phá xóm, ảnh hưởng đúng không mọi người? Đó, mọi người thấy không ạ? Tối om này, bây giờ là đường thì rất là vắng. Đây là cái cung đường mà hôm bữa mà gặp nó đấy nha mọi người. Đây, mấy cây đa đây nè. Đó. Cung đường mà bắt nó trên cầu đó. Bây giờ chạy qua bên đây ngồi nói chuyện một chút xíu để rồi quay lại nha. Chắc cú là phải gặp thằng này bằng được tối nay nha mọi người. Mọi người chia sẻ clip cho Lực Tàng nha. Chắc cú là phải gặp bằng được. Tại vì ngày mai là Lực Tàng vô ram rồi. Lực Tàng không còn dịp ở đây để mà khuyên bảo này nọ nó nữa. Ui con rắn kìa. Trời. Có con rắn dưới đường mọi người. Quay lại quay con rắn cho mọi người xem đi. Đấy, về đây là rắn bò trườn cả lên đường mọi người. Thấy con rắn rất đẹp. Cặp nông hay gì ạ? Con này rắn độc mà. Cặp nia. Con này nó cắn một phát là gọi như là to ăn luôn. Đây, đứng xa xa. Đây mọi người này, bật đèn đấy. Đây, đèn led này mọi người. Ơi, con này nó cắn là xong luôn nha mọi người. Đây, người thấy chưa? Nó giả chết hay gì vậy? Chắc nó bị xe chặn chết rồi. Mọi người thấy ghê không mọi người? À đập đầu rồi. Đập đầu rồi. Con này chết rồi. Rồi con này con cặp nia cặp nong nè mọi người này. Rất là nguy hiểm. Rồi đi. Vô nhà thằng em của thằng em này nha mọi người. Tức là bạn của em này nè. Vô đó để có khi là thông báo trước tình hình, nên nếu như bên nó có manh động cái gì á thì anh em sẽ có cái sự hỗ trợ kịp thời nha mọi người nha. Đó là đi là phải có phương án hết, chứ không có là nhiều khi nó cũng xảy ra cái điều bất ngờ mà mình không trở tay không kịp, đúng không có gì chứ bác. Lực Tàng đã qua bên nhà thằng em đây rồi nha mọi người. Mọi người có nhận ra ai đây không? Ai đồ đấy. Em này là nó hỗ trợ hết mình, mọi người yên tâm nha. Có thằng em này là ok rồi. Thì ngày hôm nay á anh vẫn còn bị đe dọa thì anh cứ nghĩ rằng là nó đấy,
đang còn cái vấn đề này khi ABC rồi với anh đó. Thì cái phương án của anh là không tính kêu em đâu, nhưng mà bây giờ nó chưa có về thì vô đây thì cả ngày em đây nó có phương án như thế này như thế kia, thì nếu như mà có vấn đề gì xảy ra trục trặc bên đó thì nhờ em hỗ trợ giúp anh nha. Rồi em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình, thoải mái, vấn đề gì tới đâu. Bây giờ thì em đang bận chút công việc ấy, anh cứ sang bên đấy đi, có gì thì alo em, nó sẽ không dám động anh đâu. Thì anh nghĩ là nó cũng không dám manh động đâu, tại vì anh qua là bất ngờ. Tại vì hôm bữa là nó hứa hẹn với anh em mình như thế này như thế kia rồi đúng không? Bây giờ cảnh hoàn cảnh rất là khó khăn, khán giả trên kênh họ cứ nghĩ là anh em mình diễn, nhưng mà không phải diễn, đấy thực sự. Đó thì bây giờ là mọi người yên tâm nhé, có em này nó hỗ trợ rồi. Thì ngồi đây một chút xíu nữa để qua bên đó xem nó, coi như nó về rồi để anh em sẽ có phương án tiếp theo. Thì cô dì chú bác tiếp tục theo dõi và đồng hành cái clip này giúp được Tàng nha. Nghe như thông tin đẹp Vin thông báo về thì nó đã về rồi nha mọi người. Thằng em hôm bữa đó nó đã về nhà rồi nha. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục trên đường đi qua. Cô dì chú bác ạ, rất là gây cấn ở đây. Để xem tình hình lực Tàng sẽ giải quyết cái vụ việc này xem như thế nào nha mọi người. Trước sau như một cũng hy vọng là không phải là nó. Để không đến cái mức độ phải làm rùm beng lên. Nếu mà rùm beng lên là Lục Tàng là chưa vô Nam được nha mọi người. Nên là coi gì chú bác chia sẻ clip mạnh giúp Lục Tàng nha. Đây mọi người này, giờ bắt đầu trời lại mưa tầm mưa tả rồi này. Nhưng mà cũng phải giải quyết cái công việc cho nó xong đi, để mai mình công việc nữa nha mọi người. Trời mưa lớn lắm, bão. Đây là rất vất vả. Điện sáng ở đây nha mọi người. Nó về đây nè. Đi vô luôn đi. Có mình à? Là đi đến khi em về hay là như thế nào đây? Đây là xe nó đây mọi người. Mọi người nhìn thấy rách nát đi. Đó. Thì chắc là không biết là tình hình đi đâu về. Hỏi có ở nhà không? Kêu ra coi. Có ai ở nhà không nhờ? Dạ. Ra đây. Còn nhớ mấy anh không em? Dạ, mấy anh đi đâu mà ghé lại kiếm em nữa. Anh đến đây lâu rồi mà thấy là nhà em đóng cửa. Vừa đi chơi game về hay gì ạ? Đâu, em mới đi xin công ty, em mới đi làm 2 ngày nay, em mới vừa đi làm về. À, xin công ty rồi hả? Vâng. Thì bữa đó em đi nộp hồ sơ mới đi xuống làm được bữa nay bữa thứ hai rồi đi làm về. Bây giờ là 8-9 giờ rồi mà làm công ty gì mà làm đến 8-9 giờ mới về? Làm tăng ca. Rồi có vợ con nhà không? Vợ em đang vừa đi làm về đang sợ nấu nướng hay không. Thì hôm nay anh cũng ghé đây để anh hỏi một số cái vấn đề nữa, tại vì anh cũng sắp vô Nam rồi mà đang còn một số vấn đề nữa cho nên là muốn hỏi em một chút xíu. Bởi vì anh lại bàn ngủ nước rồi em ra nói chuyện. Rồi ok em. Coi nó dao rửa cho mọi người nhá. Thằng này cũng chưa tin tưởng nó lắm. Để hỏi thăm xem tình hình như thế nào. Để ý nhá. Đây nha mọi người. Nhà cũng nhà xây. Nhưng mà nhỏ tí à. Nhà ông trả sẵn một cái cốc để chiến vỡ hết rồi, mấy cũng vỡ hết thì làm bệnh rồi thôi, hai anh rồi cũng tạm không nước thêm thì bây giờ anh ấy lại đang ngồi uống nước anh rồi cái để anh tăng con một tí nhậu chưa? Chưa, em vừa đi làm rồi đang sợ vợ chồng đang sợ nấu cơm chưa đi đón cháu về. Đất nhà mình đây đó là ông bà chua hay là vợ chồng mua? Có tiền đâu mua, ông bà chua là mấy ông vay mượn này. Chơi game, chơi hết tiền ông bà làm cho căn nhà mình đủ ở. Để tu lại tính người thôi. Đây nha mọi người, thì Lực Tàng cũng đã đến tận nơi. Nói thật sự với cô gì cho bác thì
Thằng em này thì khi mà trên đường đi đến á thì Lực Tàng cũng rất là run run một tí. Đó, nhưng mà qua quá trình Lực Tàng cũng ngồi nói chuyện thì cũng hỏi han, thì từ cái ngày mà gặp anh em thì cũng nói rằng là đi xin làm công ty, thì áo công ty đây mọi người này, thì là vừa đi làm về thì mưa đang ướt, đang sợ nấu ăn thì đốn côn cũng biết côn cái để ăn. Anh ngày hôm nay anh đến thì mấy ngày hôm nay là từ cái ngày hôm trước là không thấy ai điện thoại hồi dọa gì cả, nhưng mà mấy ngày hôm qua thì lại có một số người điện. Thì anh nghĩ là chắc là em là hay là bạn bè của em hay là như thế nào đó mà thấy là hôm bữa anh đi lùng này kia thì hồi dọa, thì anh muốn đến anh xác thực thông tin là em có gọi điện hay là em có nhờ ai để này nọ hồi dọa anh không. Không anh, từ cái bữa em trước em nghiện game em hay quay mạng YouTube rồi chứ nghĩ anh là làm dẫn chơi thứ hai, rồi anh lặn lội từ Sài Gòn bay ra đây rồi. Biết anh là người thật người tốt, em không dám vi phạm lần nữa. Thì anh cũng suy nghĩ là như vậy, tại vì khán giả rất là nhiều người muốn là anh thắng cho em một vài bạt tai, xin em lấy cái lỗ tai nữa. Đó, tại vì là cái sự cay cú và tức giận của mọi người rất là nhiều với khi mà bênh vực bảo vệ cái cặp đôi Trang Thái mà anh có cho em coi những clip đó. Hôm bữa anh có đến anh cho coi đúng không? Vâng. Để biết anh làm gì rồi đúng không? Vâng. Thế thì anh vẫn thấy là có cái những cái cuộc gọi này đó. Thì anh muốn xác nhận thông tin là em mà không phải như vậy thì là ok. Còn nếu mà phải như vậy là anh xách cổ em lên công an ngay luôn. Lên để ngoài tay giải quyết. Anh không đánh, anh không đập em. Đúng không? Từ bữa đó đến giờ là anh chưa đụng một người em. Đấy. Chứ không có hôm bữa anh em của anh mà chỉ cần mà lộn xộn một phát là em không còn một sợi lông ở trên người luôn đấy. Anh nói cho em biết. Thì nếu như mà ngày hôm nay em nói là em đi làm công ty được rồi, như vậy là đã có cái sự chuyển đổi. Thì cố gắng bỏ những cái này cái kia đi, chịu khó làm. Bây giờ xã hội bây giờ mà còn cái kiểu nghiện game, nghiện ngập này nọ, nó bắt đầu hù dọa này kia là không được phép làm như vậy, đúng không? Em biết cái tội mà hù dọa người khác là đi bao nhiêu năm không? Đã vô trại tiền án tiền sự lần nào chưa? Chưa anh, vì cũng nghe người ta nói anh, giờ em cũng biết nó lỗi với em. Anh xin các anh lặn lội từ Sài Gòn ra anh đây rồi, anh xem sai. Đó, thì mọi người có thể thấy là hôm bữa là nó uống rượu, nó cũng sai rồi. Và hôm nay thì đang tỉnh táo này. À, nói chung là có biết uống rượu không? Uống được không? Em cũng rượu chè thì cũng lên bếp một tí. Nhưng mà... Thì hay nghiện game. Nhưng mà chính này đã hứa với anh rồi. Này, còn anh Đại đang ngồi đây, mày nên biết là đây nè. Dân Thanh Hóa chúng gốc nha. Chỉ cần mà kêu một phát là nó san bằng mày luôn á. Cho nên là... anh có về miền Nam thì cũng có người đang theo dõi em, tại vì cái quá trình này là anh sẽ tìm những cái gì mà được đạt tiêu chuẩn nhất để cũng gọi như là hỗ trợ cho em, đúng không? Không ít thì nhiều cũng đã biết rồi, em đã hứa với anh rồi thì anh coi cái lời hứa em thực hiện như thế nào. Thì ngày hôm nay thì đã đi làm được công ty, nó bước đầu như vậy là ok. Đó là đồng tiền mồ hôi công sức mình kiếm là rất là khó, không phải đơn giản mà có được, thì cũng cố gắng, còn vợ còn con nữa. Nhớ không? Làm công ty phải có thẻ đúng không? Vâng. Thế chúng bọn anh có cái thẻ nào, coi có đúng hay không nào. Để em mua em lấy. Nó bảo làm công ty nhưng ai biết nó đi đánh game bây giờ đi về nè. Coi anh sửa đổ lên răng. Có 8 giờ về chứ bọn nghiện game nó ngồi quán 24/24 anh em mình biết ở đâu. Cứ phải xác thực đi, em mới thẻ công ty gì. Mới đi làm người ta phát thẻ luôn cho mình nhá. Vâng. Rồi, anh sẽ không cho người ta xem tên của em đâu nha, xem cái mặt thôi là được. Anh sẽ bảo mật thông tin cho em. Đây nha mọi người. Em xem công ty gì nào, để em đọc nào. À, lấy nét không được, em đọc. À, công ty giày ở quê hương em nhé, quê hương giày, làm giày da, làm ở phòng 2,
hoàn chỉnh 3 là bên hoàn chỉnh đây. Rồi, công ty này là thật anh ạ, công ty này ở ngoài trại giam, ở đối diện trại giam, trại giam. Thì hoàn cảnh bây giờ gia đình chắc có khả năng là không còn cái gì trong nhà nữa đâu đúng không? Vâng. Cái cốc anh thấy không, chẳng có tiền mua cái cốc. Giờ thì uống chung uống cả. Biết như thế đâu mà còn nghiện game. Những cái vật dụng ở trong nhà này là bố mẹ đã làm ra này. Đây, còn lo cho cái căn nhà như thế này rồi. Thì cũng phải cố gắng. Đúng không? Làm nuôi vợ nuôi con mà bỏ cái tật ra đi. Đó, chính này là... mày là giống như thế là nằm trong tầm ngắm của anh rồi. Lộn xộn anh có phương án anh xử lý hay không? Anh là anh giao cho anh rồi, anh ở đây là chú là nằm trong tầm ngắm của anh rồi đó. Có điều chi anh em của anh bạn thử luôn á. Anh nữa là anh hiền đấy, gặp anh mà bắt được em như thế nhá, mà gây sự với anh nhá, nói thật nhá. Chú còn thiếu còn không đi đường mạng rồi không? Thôi đi đường điện thoại thì lỗi mấy anh. Rồi, rồi thì đang nấu cơm trong đó đúng không? Thì mấy anh đến thì mấy anh cũng xác nhận như vậy. Ngày mai là anh vào Đông Nam, cho nên là anh rất là muốn em á, trở thành một người tốt, có ích cho xã hội. Đó, rồi cố gắng làm ăn này nọ ngoài đây, còn các anh em ở đây sợ thiếu thốn hay là bất cứ một cái vấn đề gì mà xảy ra là anh mấy anh em đây sẽ nắm bắt hết tình hình hay không? Đó, tụi anh đã lên trên nhà bố mẹ của em luôn rồi đó. Rồi anh em bên hàng xóm đó là anh cũng hỏi rồi đó. Nói chung là em cũng không có cái gì, nhưng có cái tật là nghiện game thôi, rồi nhậu nhẹt, đúng không? Rồi các anh mai vô miền Nam thì vợ chồng em giờ em mới thay đổi nếp vô công ty, rồi thời gian thì bận rộn nữa. Mời các anh ở lại dùng chén cơm với gia đình em, để em vô em nấu xong rồi anh ở lại rồi. Ăn cơm uống chén rượu. Nấu cái món gì trong đó rồi? Nãy cũng lên đây nấu nội cho... thì tụi anh cũng chờ ra mưa gió, đó là mưa gió, nhưng mà thôi được rồi, thì có lời mời như vậy thì chắc tụi anh cũng ngồi một chút xíu thôi, rồi tụi anh cũng phải rút binh, nghe không? Mai anh còn phải lo việc này nọ nữa. Em mới trời mưa mới về để em vào. Không, nấu con nấu món gì vô nấu đi, có lẽ cháy hết trong đó. Đó nha mọi người, anh em. Túc trực lên phương án rồi đó, nhưng mà không có vấn đề gì nha mọi người. Lực Tàng nói rồi, thằng em này hôm bữa là Lực Tàng biết tính nó rồi, vô nhà là cũng muốn quay cho mọi người biết này nọ, nhưng mà cô gì chú bác không tin thì đến để nói cho cô gì chú bác biết Lực Tàng đã độ ai là độ bằng được đấy. Và xuống nhà thì cảm thấy thương nó lắm mọi người, thấy không? Cũng vì gọi như là này nọ vậy thôi, chứ tính của nó thì cũng không có gì đó, kiểu như là này nọ. Bây giờ là tô chí vô là làm công ty rồi, là bắt đầu là có cái phương án như vậy là tốt. Thì trời cũng đang mưa to, cũng chưa đi được nha mọi người, cho nên là để xem coi tiếp đón anh em như thế nào, thì cũng uống nó một hai ly rượu để cũng ngồi tiếp tục giải trình giải thích và chỉ dẫn cho nó, để nó biết đường, nó trở thành một người tốt hơn nha mọi người. Thì ở đây ngồi với nó một tí được không anh? Em thấy nó vừa nói chuyện vừa run run đấy, nên là tôi có nói lời mời anh em mình bán lại xem thái độ như thế nào. Thì có gì chú bác cứ yên tâm nha, có phương án hết. Về đây rồi thì nó cũng là đồng hương Thanh Hóa thôi, chứ cũng không phải là gì cả, nhưng mà bằng tuổi em út của Lực Tàng. Thì qua cái quá trình mà Lực Tàng độ nó thì thấy sự đổi như vậy là ok. Cũng sợ là nó đang thù hằn này kia, nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha. Anh em ở đây có hết, mà chắc chắn một điều rằng là này nó sẽ không bao giờ nó dám tái phạm một lần nào nữa nha mọi người. Tại vì những cái gì mà nó làm với Lực Tàng là nó đã vi phạm rất là nặng, và Lực Tàng có bằng chứng hết rồi. Đấy, quan trọng là Lực Tàng tha thứ nó hay không thôi. Nhà trồng được rau luôn hả? Đó, hai rau đó mọi người. Tiếp đại anh em. Được. Rau cải à? Vâng. Cũng trồng trọt, cũng có này có nọ như vậy, nhưng mà mọi người thấy đó, cũng đang rau rã này, phục vụ mấy anh em. Có biết nấu ăn không?
dân nhậu mà không biết nấu ăn đúng không? Đây nha mọi người, thì có cả hàng xóm người ta cũng thấy anh em xuống cũng qua đây ngồi. Lực Tàng cũng vừa hỏi mấy chú hàng xóm nhưng mấy chú không muốn lên hình. Thì nói là ở đây nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó hay nghiện ngập thế này kia thì được mấy cháu dạy dỗ như vậy thì bây giờ là cả xóm cũng thấy là vui mừng khi đi chịu khó đi làm công ty rồi. Thì đúng là xác nhận như vậy là Lực Tàng cũng rất là vui mừng. Đó, thì bây giờ là nó lỡ nó nấu cơm nấu nước trong đó rồi thì cũng ở xem coi tình hình như thế nào, rồi uống nó chén rượu để tiếp tục là phân tích để cho nó hiểu những cái vấn đề này nọ cho mọi người. Đó, chứ còn không phải liên quan gì đến Trang và Thái cả. Nó cũng là em thì mình dạy bảo nó như vậy là được nha cô dì chú bác, còn không nên này nọ thì mọi người cũng cứ yên tâm nhá, không có vấn đề gì đâu nhá. Lực Tàng cũng sẽ có phương án để cho mấy anh em ở đây để hỗ trợ những cái vấn đề liên quan đến cái sự việc này, coi nó tình hình nó như thế nào, rồi sẽ có một cái số cái vấn đề nữa để giải quyết nhá. Cô dì chú bác cứ yên tâm nhá. Thì cô dì chú bác theo dõi á, thì nhớ để lại những cái bình luận Lực Tàng xử sự như vậy là được hay chưa. Và trong cái câu chuyện này thì cô dì chú bác cũng đã hiểu hơn một phần nào đó về tính của Lực Tàng rất là nóng, nhưng mà khi mà cần thiết thì lại phải dịu dàng và có cách phương án để mà xử lý một cách nó đạt tiêu chuẩn nha mọi người. Đấy, chứ còn riêng thằng này, thằng em này á, thì anh em của Lực Tàng đây thì xử lý nó phút mốt 30 giây thôi nha mọi người. Đó, thì chắc có khả năng là Lực Tàng ăn uống trong đó xong rồi Lực Tàng sẽ rút binh. Thì cũng hẹn gặp lại mọi người trong cái clip tiếp theo ở trong miền Nam. Ngoài miền Bắc như vậy là Lực Tàng đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Còn những cái cuộc điện thoại nặc danh gọi để hù dọa này kia thì xác nhận là không phải anh em này nữa rồi nha cô dì chú bác. Đó là những người bên vực cái xấu cái ác thì chắc cú không trước thì sau. Lực Tàng cũng sẽ tìm đến tận nơi và cho một bài học thích đáng nha cô dì chú bác. Đó, rồi bây giờ Lực Tàng xin phép xuống clip. Cảm ơn cô dì chú bác rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.